Rút kinh nghiệm không có thổi nha mọi người. Nghe cái mùi là thấy xào xào đúng không các bạn? Thì đây sẽ là một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang bán hàng trên TikTok Shop. Mọi người có thấy sản phẩm này quen không? Quen chưa khui lấy gì mà thấy. Chuyện là như thế này để mình kể các bạn nghe. Trước đây thì mình có làm clip review về cái sản phẩm chè lam của Hội ước 1997 và mình đã bảo là sản phẩm này nó ngon. Ok, mình vẫn công nhận là nó ngon. Và cũng vì cái ngon đó cho nên hồi trước Tết mình có order 2 combo như thế này để về sử dụng trong Tết. Và mọi thứ rất là bình thường cho đến khi mình vô tình xem được cái livestream của bạn Nhung, chủ kênh Hội ước 1997 này. Bạn ấy có nói trên livestream là cái sản phẩm chè lam của bên bạn ấy để qua Tết 2-3 tháng vẫn ăn dẻo và ngon. Nghe cái mùi là thấy xào xào đúng không các bạn? Mình nghĩ là bạn ấy cố tình nói như vậy để bán được nhiều hàng thôi. Và bạn ấy nghĩ trong đầu là sẽ chẳng có ai rảnh rỗi mà đi kiểm chứng cái vấn đề này đâu. Và ngay lúc ấy mình đã nảy ra một cái ý định là sẽ chỉ sử dụng một combo. Và mình quyết định giữ lại một combo cho đến thời điểm hiện tại mình sẽ mang ra để kiểm chứng. Nếu như sản phẩm vẫn dẻo và ngon đúng như lời bạn ấy nói thì mình sẽ chấp nhận xin lỗi bạn Nhung vì đã nghĩ xấu cho bạn. Còn nếu như sản phẩm nó bị cứng, nó không đúng như cái lời bạn ấy nói, thì đây sẽ là một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang bán hàng trên TikTok Shop. Phải nói ngay, nói thẳng, nói đúng sự thật cho khách hàng biết. Mình sẽ đi test thử cái vị chè lam mật này nha mọi người. Mọi người làm chứng cho mình là cái sản phẩm này còn nguyên nha, mình chưa có khui ra trước nha. Wow, trời, bụi nhiều quá. Ban đầu mình nghĩ người ta cho nhiều cái bột như thế này á, là để cho cái chè này nó nặng hơn. Nhưng không phải các bạn ạ, hơi hiểu lầm một tí. Đó là cái bột này khi mà chúng ta cắt cái chè lam ra thì nó sử dụng để phủ lên cái dao á, cắt cho nó đỡ dính. Đầu tiên về cảm quan bằng tay thì mình thấy là còn khá là mềm các bạn ạ. Để ăn thử mới chắc chắn được. Ui trời ơi, bạn nào trong video trước suối mình thổi trước khi ăn nè. Thổi nó bay tùm lum hết à. Mời các bạn nhé. Đây còn rất là dẻo mọi người ạ. Tiếp theo mình sẽ test thử vị chè lam lá nếp nha. Rút kinh nghiệm không có thổi nha mọi người. Công nhận là chè lam của Hưởng 1997 để lâu bạn dẻo các bạn ạ. Mình rất là xin lỗi bạn Nhung vì ban đầu đã nghĩ không tốt về bạn. Ở đây thì còn một vị chè lam gất nữa nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không cần thiết phải khui nó ra đâu. Tại vì hai cái vị kia mình đều đã test và đều thấy nó đang còn dẻo rồi. Và lại cái sản phẩm này mình đang bóp cảm thấy nó vẫn còn dẻo thật mọi người ạ.